Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin bóc lột người già, trẻ em, người tàn tật, công ty xổ số tổ chức đi Tây hưởng thụ. Từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024, giám đốc công ty xổ số Kiến Thiết Long An đã ký quyết định phê duyệt cho hai công ty du lịch trúng 5 gói thầu tổ chức đi học tập kinh nghiệm nghiệp vụ xổ số tại nhiều quốc gia trên thế giới với tổng trị giá gần 11 tỷ đồng. Các nước đến học tập ở châu Âu là Pháp, Ý, Thụy Sĩ, châu Á có Dubai, châu Mỹ có Hoa Kỳ. Hình thức xổ số Kiến Thiết ở Việt Nam khác với các nước, không thể học tập kinh nghiệm và cũng chẳng ai dạy được gì. Vì thế có thể hiểu đây là hình thức rút ruột tiền ngân sách để chi tiêu cho cá nhân. Đây cũng là một hình thức phù phép để công ty có bản báo cáo lỗ để nộp cho đơn vị chủ quản. Hình ảnh bóc lột sức lao động người già, trẻ em, người tàn tật để hưởng thụ. Ở Việt Nam hiện nay có hai hình thức xổ số đều do nhà nước độc quyền làm nhà cái, đó là hình thức xổ số truyền thống và hình thức xổ số tự chọn. Xổ số truyền thống có cơ cấu giải thưởng rất bất hợp lý, đó là sau mỗi lần xổ số, nếu các giải thưởng không có người trúng thì số tiền trao giải, nhất là giải đặc biệt, mặc nhiên do nhà nước thu giữ. Cũng chính từ cách trao giải như thế nên mới xảy ra tiêu cực. Không ít lần báo chí phanh phui ra những chuyện cố ý quay số ra kết quả theo ý muốn. Thông thường công ty xổ số phù phép cho số trúng rơi vào những tờ đã được thu hồi, để từ đó dàn lãnh đạo tìm cách xà xẻo cho hết những khoản tiền khổng lồ này. Với hình thức thứ hai gọi là xổ số tự chọn, hiện nay do công ty Vietlott làm nhà cái. Đây là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định của Thủ tướng. Loại xổ số này tương tự như một hình thức xổ số ở Mỹ, tức là nếu đợt đầu không có người trúng giải đặc biệt thì tiền thưởng được cộng dồn cho đợt sau. Hình thức xổ số này không chiếm dụng giải thưởng như hình thức truyền thống. Tuy nhiên, lâu nay người trúng giải Vietlott bị buộc phải mang mặt nạ khi nhận giải. Dư luận nghi ngờ rằng công ty Vietlott cho người của họ mang mặt nạ để nhận giải nhằm chiếm dụng tiền giải thưởng. Từ nhiều năm nay, dù dư luận thắc mắc nhưng chưa bao giờ Vietlott công khai danh tính người nhận giải. Vietlott cho rằng việc công khai danh tính người trúng giải sẽ gây nguy hiểm cho họ. Đây là hình thức ngụy biện, bởi ngày nay người giàu ngàn tỷ trên sàn chứng khoán đầy rẫy, thậm chí một số người còn được công nhận có tài sản tỷ đô một cách công khai mà không có nguy hiểm gì. Vậy tại sao một người trúng Vietlott chỉ vài chục tỷ hay vài trăm tỷ thôi thì lại gặp nguy hiểm? Cả hai hình thức xổ số nói trên đều do nhà nước làm nhà cái và đều bị nghi ngờ là chiếm dụng giải thưởng. Tuy nhiên, không có ai có thể điều tra các công ty này, vì đó là những đứa con cưng của nhà nước. Đồng tiền bị chiếm dụng cũng sẽ được rải cho rất nhiều nhân vật đỡ đầu. Hình ảnh bon rút sức lao động của người bán vé số. Có thể nói, khó có quốc gia nào mà lại có những đơn vị sử dụng lao động bất hợp pháp một cách công khai như các công ty xổ số Kiến Thiết ở Việt Nam. Người già, trẻ em, người tàn tật, người nghèo đáng lẽ phải được nhà nước nuôi hoặc chí ít cũng phải được trợ cấp. Tuy nhiên, ở đất nước mà chính quyền tự xưng là nhà nước của dân, do dân và vì dân này, chính nhà nước lại thành lập các công ty để trưng dụng những người nghèo yếu thế làm đội ngũ bán dạo, nhằm bóc lột sức lao động của họ mà không có bất kỳ hợp đồng lao động nào. Tiền chiếm dụng từ sức lao động của những người nghèo khổ này lại được sử dụng để cán bộ đi Tây hưởng thụ như công ty xổ số Kiến Thiết Long An đã làm, thật là vô nhân đạo. Đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Hầu hết các công ty xổ số đều cá mẹ một lứa như nhau, chẳng qua có con cá mẹ bị mắc lưới, có con không bị mà thôi. Đấy là một trong những hình ảnh biến tướng của cái gọi là kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin bóc lột người già, trẻ em, người tàn tật, công ty xổ số tổ chức đi Tây hưởng thụ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từng kéo hai đại gia vào tù, liệu Trương Mỹ Lan có kéo luôn cả Bùi Thành Nhơn hay không? Hiện nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang cho xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Đây là một dự báo là vụ án rất lớn liên quan đến nhiều nhân vật lớn trong chính quyền
và cả các đại gia đang làm mưa làm gió trong nền kinh tế tại Việt Nam. Quá trình điều tra, bà Trương Mỹ Lan đã cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra rằng đại gia Nguyễn Cao Chí chiếm đoạt của bà hơn 1.000 tỷ đồng. Sau đó thì ông Chí bị bắt. Tuy nhiên sau khi ông Chí bắt thì lại lòi ra nhiều vấn đề khác, đáng chú ý là dự án khu du lịch sinh thái Đại Ninh tại Lâm Đồng. Vụ án này đã khiến cho hàng loạt quan chức cấp tỉnh ở Lâm Đồng bị bắt. Và đáng chú ý, ngay cả bà Trương Thị Mai đã bị ngã ngựa cũng do dính dáng đến đại án này. Có thể nói vụ án Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan là như một trung tâm. Từ đây nếu Bộ Công an có thể lần ra hết các dây mờ rễ má của nó thì không biết bao nhiêu đại gia và bao nhiêu quan chức khác sẽ bị dính trùm. Ở đất nước này, muốn thành đại gia tầm cỡ ngàn tỷ sẽ không thể thiếu thế lực chính trị đỡ đầu phía sau. Trong phiên xét xử vào ngày 1 tháng 10, bà Trương Mỹ Lan đề nghị Novaland thanh toán 2.500 tỷ đồng liên quan đến dự án Tân Thành Long An để khắc phục hậu quả vụ án. Như vậy lại có thêm một đại gia nữa bị bà Lan đòi nợ. Được biết Novaland là doanh nghiệp do đại gia Bùi Thành Nhơn làm chủ. Hiện nay Novaland đang như một con tàu đắm. Ông Bùi Thành Nhơn đã và đang rất vất vả để lèo lái cho con tàu này khỏi bị chìm. Không biết vị đại gia này có thể cầm cự được bao lâu nữa. Vào khoảng tháng 11 năm 2022, ông Bùi Thành Nhơn, chủ tịch hội đồng quản trị của Novaland, đã mất tên trong danh sách tỷ phú của Forbes. Nguyên nhân là công ty này gặp khủng hoảng tài chính và giá cổ phiếu của họ bị lao dốc thê thảm. Ở thời điểm đó, ông Bùi Thành Nhơn và Novaland thường xuyên xuất hiện trên mặt báo với những dự báo rất bi quan. Có một số đánh giá cho rằng công ty này có thể sụp đổ vào năm 2023, nhưng đến nay con tàu Novaland vẫn chưa chìm hẳn. Có thể thấy liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, nghĩa là Novaland của đại gia Bùi Thành Nhơn đang vướng vào một rắc rối pháp lý lớn hơn. Đây có thể sẽ trở thành một rắc rối khó gỡ đối với đại gia từng là tỷ phú đô la một thời. Hơn nữa, tình hình kinh doanh của Novaland vẫn rất không ổn. Công ty này đang cố để tồn tại qua ngày hơn là phát triển. Cho nên hiện Novaland đang gặp tai họa kép, mà tai họa nào cũng rất lớn. Ngoài ra cũng không phải chỉ có ông Bùi Thành Nhơn nợ bà Trương Mỹ Lan, mà Quốc Cường Gia Lai cũng được xác định là nợ vì nữ đại gia này tới hơn 2.880 tỷ đồng. Kết quả bà Nguyễn Thị Như Loan, bà chủ của Quốc Cường Gia Lai, cũng bị bắt giam. Nguyễn Cao Chí, Nguyễn Thị Như Loan, Bùi Thành Nhơn đều là những đại gia ngàn tỷ, những ông bà chủ doanh nghiệp đình đám trong suốt một thời gian khá dài, mà đằng sau những gương mặt thành đạt này lại là những khuôn mặt và quan hệ chằng chịt với các hoạt động vi phạm pháp luật. Vạn Thịnh Phát cũng không chỉ dính đến những vị đại gia nêu trên mà còn dính đến rất nhiều đại gia khác, đặc biệt là đại gia Dương Công Minh, ông chủ của Him Lam và Sacombank, từng bị báo chí nêu tên vì có quan hệ đến Vạn Thịnh Phát, nhưng sau đó vụ việc này đã bị chìm xuống. Vụ Vạn Thịnh Phát là một vụ án rất lớn, thậm chí có liên quan đến nhiều cái chết mờ ám và đầy nghi vấn. Từ năm 2014, cái chết của Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ đã là một dấu hỏi to tướng. Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, lại tiếp tục xuất hiện nhiều cái chết bí ẩn khác. Vụ án Trương Mỹ Lan nếu khui lý cùng thì không biết còn bao nhiêu người có liên quan và không loại trừ các cấp cao nhất hiện nay cũng bị dính. Có một nền chính trị xấu xa, một nền kinh tế méo mó và hầu hết những doanh nghiệp lớn đều có vấn đề. Đó chính là Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tần kéo hai đại gia vào tù, liệu Trương Mỹ Lan có kéo luôn cả Bùi Thành Nhơn hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.